mais do que mais. Anh tính không? Thôi. Nhân được đẹp vậy. Dạ, mua mà chế sầu lắm mà làm. Anh như chế cồng sầu đó, anh có chế chế giá sầu nữa. Cái cồng này khi mua được level rồi rồi lại cho anh cái gỗ thử đấy, gọi là dạy anh làm cửa khác cho đẹp. Hả? Khi nào cái gỗ này nó hư nó chạm cái kiểu này thôi, coi anh làm kiểu cả cái cho đẹp. Anh làm cửa? Có chứ. Cửa bố cửa làm gì sao? Em cứ đi tham quan thôi, chứ sạc ra đi đâu. Kìa anh có chỗ mà tham quan. Kìa anh có chứ. Kìa anh có chứ. Có cái co, có nó mấy cái tư đông bù của bố về nó càng.